các bạn, mình là Thầy Hữu Sang. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về một cái chiếc loa di động mà mình mới mua một tuần trước. Nó đây các bạn. Đây. Ok. Thì cái chiếc loa này nó có cái tên là John Smart Mattoon H1. Đó. Thì đây là một cái chiếc loa di động giá rẻ. Mình mua nó với cái mức giá là 750k. Thì với mình á, khi mà mình mua một cái chiếc loa giá dưới 1 triệu thì mình sẽ có một cái hình dung sẵn trong đầu. Đó là nó sẽ rất là bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, điều đó nó sẽ không đúng với lại con Mattoon H1 này. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Thì để các bạn dễ hình dung, mình sẽ đánh giá cái chiếc loa này thông qua 4 cái tiêu chí của mình. Đó là sự thích thú, an tâm, thỏa mãn và thoải mái. Thì đầu tiên ha, chúng ta nói về cái sự thích thú. Để mà chúng ta có thể sử dụng một cái sản phẩm loa hay là những thiết bị điện tử thì các bạn có thể thấy là nó phải có một cái ngoại hình đẹp. Thì chúng ta mới có hứng chúng ta sử dụng nó mỗi ngày được, đúng không? Và cũng như là dùng cho nhiều cái hoạt động khác nhau. Thì với mình, Mattoon H1 nó đạt được cái sự thích thú đó bởi vì các bạn thấy nó có một cái thiết kế rất là nhỏ gọn và nhẹ nha, đúng không? Cầm nhẹ. Ngoài ra thì mọi người sẽ thấy là nó có rất là nhiều những cái đường bo cong. Đó, và điều này nó cũng rất là dễ hiểu thôi. Tại vì khi mà những cái thiết kế của một cái sản phẩm á, mà nó có được cái sự mềm mại, không cong, thì nó sẽ có thể thu hút được cả hai giới, cả nam và cả nữ. Đó. Chứ còn mà góc cạnh quá thì mấy bạn nữ sẽ không thích đâu. Thì các bạn có thể thấy là đây là mặt trước nè. Nó sẽ có những cái hoa văn dạng lưới nè. Rồi, phía sau này ha. Đó. Rồi, và ở đây chúng ta sẽ có một cái phần móc kẹp và chúng ta có thể nó có thể mở ra như vậy để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta móc vào trong ba lô. Ok, thì mình đánh giá là được nha. H1 nó gây được cái sự thích thú ở mình. Tiêu chí thứ hai đó chính là sự an tâm. Với một chiếc loa di động thì hiển nhiên nó phải có những cái option bắt buộc để mà cho người dùng một cái sự an tâm, không phải lo âu về những cái chuyện gì trong cái quá trình chúng ta sử dụng trong nhiều cái tình huống khác nhau. Thì đầu tiên rõ ràng ha, IPX7 đó, nó có khả năng chống nước. Và cái hay á là ở đây là nó có cái lỗ USB-C ở phía đuôi nè các bạn thấy không? Nhưng mà nó không cần cái nút bịch nha. Đó, nó không cần phải có một cái cover, một cái nút bịch gì cả. Đấy, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái việc chống nước. Thứ hai là cái pin, nó có thời lượng pin là 20 tiếng các bạn. Và rõ ràng là chúng ta có thể thoải mái sử dụng trong một ngày hoặc là nhiều ngày. Đó, mà không phải quan tâm đến vấn đề pin bỏng gì cả. Và thứ ba là các bạn có thể thấy là nó được hoàn thiện bằng cao su. Đó. Và theo như mình cảm nhận á, với một cái lớp hoàn thiện như vậy ha, đó, thì nó sẽ rất là cứng cáp và hoàn toàn chống chịu tốt với lại những cái điều kiện chúng ta quăng quật hay là nó rơi, nói chung là không phải lo ngại gì cả. Đấy. Thì tưởng tượng một cái tình huống đơn giản là các bạn đi trekking, các bạn móc nó vào trong ba lô và các bạn vừa đi, các bạn vừa nghe nhạc chẳng hạn. Đó. Và thậm chí là gặp trời mưa luôn. Thì chúng ta cũng không cần phải, chúng ta cũng chẳng có gì phải lo âu cả. Do vậy là đối với sự an tâm ha, là mình đánh giá ok. H1 đạt. Bây giờ chúng ta đến với tiêu chí thứ ba, cũng là tiêu chí quan trọng nhất, sự thỏa mãn. Mình sẽ trả lời cho các bạn cái câu hỏi là ok, liệu rằng là Mattoon H1 nghe có hay không? Thì ban đầu mình mua chiếc loa này là để dành cho vợ mình đi dạy các bạn, tức là cậu sẽ mở những cái file nghe cho học sinh nghe ở trong lớp. Do đó thì mình set sẵn ở trong đầu là ok, loa này loa giá rẻ, thì cái chất âm chắc nó cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Thì do mình set một cái mức kỳ vọng thấp, nên khi mà mình nghe nó lần đầu tiên thì thật sự là rất là gì và này nọ luôn các bạn. Mình mở một cái bản hit gần đây, đó là Die With A Smile của Bruno Mars và Lady Gaga. Thì trong cái bản đó thì nó sẽ có tiếng guitar điện nè, nó có piano, nó có giọng cả nam và nữ luôn của Bruno Mars và của Lady Gaga. Thì thật sự luôn các bạn, cái phần bass á, nó thể hiện rất là mạnh và chắc nha. Nhưng mà nó không phải cái kiểu bass mà nó bị kiểu như nó over á, nó nhiều quá, nó làm lấn hết cả vocal, không có. Nó vừa đủ để tạo được cái cảm xúc mà khi mà cái đoạn điệp khúc nó vô á, thì
nó cho mình một cái cảm xúc nghe nhạc rất là đã các bạn. Dạng như là mình muốn hát theo ca sĩ luôn. Đó, nó gây được cho mình cái cảm xúc đó. Như các bạn cũng thấy thì ở đây là mình đang có một cái cặp loa là Yamaha HS4, thì mình đã rất là quen nghe vocal rồi. Thì với cái chiếc loa này thì mình đánh giá là nó thể hiện cái phần vocal rất ổn luôn nha, rất ổn. Thì chính vì cái câu chuyện là mình bị bất ngờ, như đó là mình đã đọc cái phần spec của nó kỹ hơn và mình phát hiện nha, là bây giờ nếu như mình có hai con H1 thì mình có thể dùng cái chế độ là pairing mode, thì lúc này hai con H1 nó sẽ trở thành dạng stereo stereo đó. Do vậy là ở đây các bạn, mình đã mua thêm một con nữa màu đen. Đây, lúc này là mình có hai con mà Marshall H1. Và để mà kết nối tụi nó thành stereo thì cũng rất là đơn giản. Ở trên đây nó sẽ có nút Bluetooth nè. Đó, thì lúc này mình chỉ cần bấm giữ nút Bluetooth của hai con trong vòng 3 giây là tụi nó sẽ tự động pair với nhau. Đó, bây giờ mình sẽ mở lên nha các bạn. Đó, pair nè. Đó, cái âm thanh như vậy á, là có nghĩa là hai con này nó đã pair thành công với nhau rồi. Thì do là tụi nó không có đứng được nha. Nè, các bạn thấy nè. Đó, tụi nó sẽ không có thể đứng được trên bàn, mà nó chỉ có thể nằm như vậy thôi. Thì nhưng mà nếu mà như vậy thì để mà setup mà thành loa mà để xài với máy vi tính á, thì nó cũng sẽ hơi kỳ, nó không để nằm như vậy. Do đó là mình đã design và in cho tụi nó một cái phần chân 3D như vậy các bạn. Đây các bạn thấy không? Đó, đây là cái phần chân mình thiết kế. Thì ở đây nó sẽ có một cái phần móc để mình có thể móc cái con Mature H1 vô như vậy các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đấy, nhìn xịn xò liền. Đấy, thì lúc này mình có thể bố trí nó lên phía trên chỗ này. Ok, một con ha. Rồi, con bên này thì móc lên thôi. Đó, các bạn thấy không? Thì bây giờ là mình đã bố trí hai con H1 chế độ stereo pairing với nhau. Thì bây giờ mình sẽ mở thử cho các bạn nghe một cái bài nhạc. Thì để tránh vấn đề bản quyền thì mình sẽ không thể mở những cái bản nhạc hit được các bạn, mà mình sẽ mở cho các bạn nghe những cái bản một cái bản nhạc mà mình thu mình hát karaoke thôi. Dẫn ai đi về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng soi dòng cửu Long Giang, mênh mông rừng tràm bạt ngàn dừa xanh, từng chàng đứng đông đưa nhớ người xưa từng ở nơi này, cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đấng, cho ta thêm yêu bầy chim sáo xô lồng, còn đâu đây tiếng gió ngựa phi mà ngỡ con tàu vô sóng bờ xa, phương Nam phiêu bạc theo thủy triều, dẫu trải qua thăng trầm giông tố, qua bao cuộc bể nhau mãi dâng cho đời bài tình ca đấng phương Nam. Vừa rồi thì mình đã thu tiếng từ hai con Marshall NAC1 bằng chiếc microphone Lewis 440 Pure. Thì đây là một chiếc microphone chuyên để thu vocal. Do vậy là mình hy vọng là các bạn có thể cảm nhận được phần nào cái chất âm của H1. Ok, thì với mình á, thì mình không có quá chuyên về thuật ngữ âm thanh. Nhưng mà cái phần vocal mà Mature NAC1 thể hiện thì thật sự là nó gây được cái cảm xúc khi mà mình nghe nhạc. Và ngoài ra hen, nó còn có app nữa các bạn. Nó có một cái app là Tone Smart. Đây các bạn thấy app Tone Smart. Và ở trên đây hen là chúng ta có thể đây, lúc này là nó đã kết nối với là hai con Mature H1.
Mình vừa mới mở là nó kết nối vô luôn các bạn thấy không? Đấy. Thì lúc này ở đây mình sẽ có một cái phần mà mình có thể chỉnh được cái equalizer các bạn, EQ á. Đây. Thì đây chính là cái mục chỉnh EQ. Đó, nó sẽ có tổng cộng là 6 cái option. Và cái option cuối cùng các bạn thấy là chúng ta còn có thể customize theo cái ý của chúng theo nếu mà các bạn biết cách chuyển, biết cách chỉnh á. Đây, thì chúng ta có thể custom cái phần equalizer này. Đó, để mà nó đúng theo cái gu nghe nhạc. Và một cái điều mà làm cho mình ngạc nhiên nữa, đó chính là cái âm lượng của H1 các bạn. Có thể dùng một cái từ để mô tả là rất là khủng nha, rất là khủng. Thì ở nhà thì mình không có dám test cái full mức 100%, tại vì nó rất là lớn. Như vậy là vợ mình có mang đi dạy ở trong một cái hội trường á, và mình đã thu lại để cho các bạn thấy là cái âm lượng của cái chiếc Mercedes H1 nó lớn như thế nào. Mình đã mở 100% âm lượng của H1 trong cái tiết dạy của vợ mình, tại vì vợ mình sẽ phát những cái video cũng như là những cái audio trong quá trình giảng tiếng Anh cho các bạn học sinh. Ok, các bạn cùng xem qua nhé. Như vậy các bạn có thể thấy là về phần âm thanh thì H1 là thực sự là đã ghi điểm với mình. Nhưng mà ngoài ra mình thấy là nó sẽ cực kỳ là hợp cho cái đối tượng giáo viên nữ có thể sử dụng để mà giảng dạy các bạn. Tại vì các bạn có thể thấy là nếu mà chúng ta dạy ra một cái hội trường lớn, chúng ta muốn có một cái mức âm lượng lớn để cho nhiều sinh viên, đặc biệt là những bạn ngồi ở hàng cuối có thể nghe được á, thì đôi phần chúng ta phải cần một cái chiếc loa nó có cái công suất lớn, do vậy là nó sẽ to. Thì bây giờ với Mercedes H1 các bạn thấy là nó bé tí teo thế này thôi, nó rất là gọn gàng như vậy thôi, thì giáo viên nữ có thể dễ dàng bỏ trong ba lô hoặc là túi sách đó, mang đi rất là nhẹ nhàng luôn, và có thể giảng hiệu quả trong một cái hội trường lớn. Ok, về mặt thỏa mãn thì H1 ghi điểm nha. Ok, như vậy thì chúng ta đã đi qua các cái tiêu chí như là thích thú, an tâm, rồi thỏa mãn ha. Và bây giờ là phần cuối cùng, đó chính là sự thoải mái. Thì các bạn có thể thấy là ở trên H1 á, nó sẽ có những ba cái nút cứng như vậy. Thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta điều khiển cái trình play nhạc, tức là tăng giảm âm lượng nè, cũng như là play hoặc là pause bài. Bây giờ mình đã kết nối đó với iPhone rồi. Bây giờ mình sẽ bấm cho các bạn coi ha, play nhạc nè. Đó, ngưng nè các bạn, thấy không? Thì tuy nhiên là nếu chỉ có như vậy thôi á, thì nó sẽ chưa có tạo được cái sự thoải mái. Tại vì đôi khi chúng ta sử dụng, chúng ta nghe nhạc á, chúng ta không có muốn lấy điện thoại ra các bạn. Nó kết nối xong là chúng ta muốn là có thể là chuyển bài, không? Bằng cái chiếc loa luôn. Thì H1 làm được chuyện đó luôn các bạn. Chúng ta chỉ cần nhấn giữ nút cộng hoặc là nút trừ để chúng ta qua thôi. Bây giờ mình sẽ thử ha. Và tiếp này. Rồi, back lại nè. Như vậy là mình đã đánh giá Mercedes H1 thông qua 4 tiêu chí. Thích thú, ok. An tâm. Rồi thỏa mãn. Và cuối cùng là sự thoải mái ha, đều ok. Do vậy là mình đánh giá Mercedes H1 là một chiếc loa di động đáng mua các bạn. Thì với mức giá là 750k thì nếu mà chúng ta mua một cặp để chúng ta sử dụng làm stereo, chế độ stereo mode thì nó sẽ là 1,5 triệu. Và mình thấy là hợp lý đó chứ. Mình thì không phải là người thường xuyên mang loa di động ra ngoài. Thì do vậy là mình sẽ setup nó làm loa máy tính để bàn ở nhà thôi. Và như các bạn thấy ha, thì đây, mình sẽ setup nó với là một cái phần chân in 3D như vậy. Đó.
để trên bàn cũng rất là gì về này nọ ha. Và khi mà vợ mình cần á, thì cậu có thể chỉ cần đơn giản là nhấc nó ra, bỏ vào trong ba lô hoặc là túi xách và mang đi dạy thôi. Đấy, cực kỳ là hợp cho giáo viên nữ nha. Rồi, thì đó là phần đánh giá của mình về John Smart M2 H1. Các bạn có suy nghĩ gì về chiếc loa này? Comment chia sẻ bên dưới ha. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.